Vâng các bác ạ, một cái mẫu xe mà rất phù hợp với các bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe 8 chỗ ngồi, đủ ghế, 3 dàn điều hòa về chạy dịch vụ, thì đây là một cái mẫu xe cực kỳ hợp lý. Hoặc các bác nào có nhu cầu muốn mua một chiếc xe gia đình rộng rãi, với cái số lượng thành viên trong gia đình đông, thì muốn đi về quê, đi du lịch, thì đây cũng là một cái mẫu xe khá hợp lý cho anh em. Với cái dòng Toyota là một cái dòng xe cực kỳ bền, cực kỳ lành dành cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Và bà con các bác chị em nào quan tâm về mẫu xe này thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, địa chỉ xem xe tại cửa hàng ô tô cũ Hải Phòng, địa chỉ thôn 1 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng. Và Tuấn Anh rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em có thể trực tiếp qua bên em trải nghiệm chạy thử về cái mẫu xe mà hôm nay em giới thiệu lên, hoặc tất cả những cái mẫu xe đang có mặt tại bãi. Nhà em thì có đâu đó hơn 100 đầu xe, tất cả các dòng từ 5 chỗ, 7 chỗ cho đến số sàn, số tự động, nhập khẩu hay lắp ráp, đời cao đời thấp đều có hết các bạn nhé. Và chiếc xe hôm nay thì đang đeo biển là 90A10008, một cái biển số cũng khá là dễ nhớ, biển 9 nước và biển Tiến. 0008, biển 90 của tỉnh Hà Nam. Sơn si chiếc xe là màu vàng cát, một chiếc Innova 2015 bản E xịn, số sàn máy 2.0, tên tư nhân biển Hà Nam, một mẫu xe cực kỳ đẹp và chất lượng cho anh em. Nói về Innova thì hầu như là 99 con thì 99 con chạy qua dịch vụ. Cái quan trọng là chất lượng của nó thế nào thôi, bà con nhé. Cái quan trọng là chất lượng máy gầm của nó ổn định hay không, thân vỏ có bị đâm đụng hay tai nạn hay ngập nước gì hay không. Đó là cái điều mà chúng ta cần quan tâm với một chiếc Innova. Và hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 342 triệu đồng. 342 triệu đồng thì quý khách hàng, quý bà con đã sở hữu được một chiếc Innova 2015 bản E số sàn, tên tư nhân biển Hà Nam, xe đẹp không một lỗi, bà con nhé. Đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 5 năm 2024. Nói chung với xe cũ thì chẳng ông nào khẳng định là chiếc xe đó zin 100% về tất cả mọi thứ. Nhưng mà con này thì cam kết cho anh em xe cũng tương đối là đẹp. Chỉ có phần sơn si thì đã tỉa tót lại thôi, chứ còn đâu không có đâm va, đâm xô tai nạn, không ngập nước, bà con nhé. Đăng kiểm tháng 5 năm 2024, sinh nhan tích hợp trên gương cộng với tay lắm mở cửa ở mạ chrome đầy đủ hết theo xe. Xe thì khẳng định cho anh em chuẩn chỉnh 100% không lỗi, và con thấy đây tất cả về phần sắc xi trước, sắc xi sau của chiếc xe còn rất là đẹp, không có mục mọt gì. Hệ thống đèn hậu của chiếc xe thì là form 2015, rất là đẹp cho anh em. Có cả phần đuôi gió màu vàng cát là cái màu mà rất ok. Trang bị hai cảm biến lùi phía sau, và con nhá, hệ thống đèn của nó thì cực kỳ đẹp và sắc nét cho anh em. Lốp của nó thì còn đến 80% lốp Michelin để các bạn nhé. Tất cả mọi thứ ở chiếc xe thì còn khá là ổn định và rất chất lượng của kính hàng. Tất cả hệ thống tay lắm mở cửa hay phụ kiện bên ngoài chiếc xe, từ vè mưa cho đến dâu anten cho đến hệ thống đuôi gió của chiếc xe thì đã được trang bị đầy đủ hết rồi. Trang bị đầy đủ hết rồi. Lốp của nó rất là dày cho anh em nhé. Bên trong này anh em thấy đây, xe không có vấn đề gì ba quẹt cả, mà còn rất là đẹp. Ở phía đằng trước thì hệ thống đèn của nó đã được trang bị hệ thống phụ kiện ốp viền mạ chrome cộng với đèn gầm của nó cũng vậy. Mặt nạ ca đăng cũng vậy, bà con nhá. Với cái form xe và kiểu dáng xe như này thì anh em có thể khẳng định rằng đây là một mẫu xe khá đẹp và không lỗi cho anh em. Cam kết cho quý khách hàng và quý bà con rằng đây là một chiếc xe cực kỳ đẹp cho anh em. Đây, mở cửa ra thì anh em thấy phần keo chỉ chiếc xe còn nguyên zin theo nhà máy sản xuất, bà con này. Nguyên zin theo nhà máy sản xuất này. Tất cả hệ thống táp ly, táp nước của nó còn rất là đẹp, lỉ niếc nguyên bản, nội thất ghế da. Tay lắm mở cửa này, cũng như phần dập trên khung nhà máy sản xuất này. Tất cả các đốc bản đề của nó không có đâm đụng, vô lăng 4 chấu thể thao, trang bị màn hình cam lùi đầy đủ hết, màn hình Android to phạc và hệ thống điều hòa 3 dàn. Trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện đầy đủ hết theo xe. Với cái tầm giá loanh quanh đâu đó chưa hơn 300 triệu đồng, một chiếc Vios E 2015 số sàn bản E với giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng chưa đến 350 triệu đồng. 342 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc Vios này. Vậy chiếc Innova này, tất cả hệ thống của nó còn khá đẹp cho anh em này. Keo chỉ của nó này, cực kỳ ổn định luôn cho anh em này. Bà con nào đang quan tâm về mẫu xe Innova bản E số sàn mua về chạy dịch vụ form mới đời 2015 với giá chỉ có loanh quanh hơn 3 đồng thì đây là một cái mẫu xe cực kỳ hợp lý và rất chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con của bác chị em. Với cái nước sơn màu vàng cát thì đây là một cái mẫu xe cực kỳ hợp lý dành cho tất cả mọi người cũng như quý bà con của bác chị em. Bởi điều hòa 3 dàn mát đến tận hàng ghế thứ 3. Đấy, anh em có thể ngồi cực kỳ rộng rãi, chở đủ 8 ghế ngồi, bà con nhé. Chở đủ 8 ghế ngồi, tất cả hệ thống keo chỉ cốp của nó còn rất là đẹp cho anh em. Và đặc biệt là cái phần gầm. Phần gầm của nó anh em có thể nhìn thấy cái phần gầm này. Đấy, phần gầm của nó anh em thấy đây. Tất cả những cái tem của nó ở cái phần đầu kia còn rất là đẹp cho anh em này. Cực
kỳ đẹp cho anh em. Không có vấn đề gì đâm đụng tai nạn hay ngập nước và gầm bệ không bục mọt. Đó là một cái điều mà rất là chắc chắn ở con Innova này. Chạy thì cực kỳ đầm, chất và chắc cho anh em. Đấy, keo chỉ nó đây, đấy, cực kỳ ổn định này. Đấy, tất cả hệ thống táp lô, táp ly của nó này khá là ok cho anh em. Vâng, xe thì khẳng định cho anh em rằng đây là một chiếc xe đẹp, không lỗi, không đâm va, đâm sổ tai nạn. Còn tất nhiên về phần va quẹt, xước sát, tỉa sơn thì không thể tránh khỏi với một chiếc Innova 2015 đã trải qua đâu đó 7 năm sử dụng rồi. Và hơn nữa thì nó cũng là một cái mẫu xe mà đã dịch vụ ở nhà. Đấy, bà con nhớ chạy dịch vụ thương quyền ở nhà thì cũng không thể tránh được. Nhưng quan trọng là cái chất lượng không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước là ok rồi. Đấy, biển số thì cũng khá là dễ nhớ và nội thất của chiếc xe thì còn khá đẹp. Hệ thống táp lô, táp ly của nó khá là ổn định này. Tất cả đều rất là đẹp cho anh em. Nội thất ghế da xịn sò, ghế da xịn sò bà con nhé. Đấy, ghế da xịn sò luôn này. Đấy, tất cả đều rất là ổn định cho anh em này. Bà con có bác chị em nào quan tâm về mẫu xe này thì anh nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, nhìn con xe thì nó rất là khôn xe và rất là chắc xe và có hồn của một chiếc xe. Đấy, không giống như những con xe khác bà con nhé. Với tầm giá loanh quanh đâu đó hơn 300 triệu, 342 triệu thì bên em sẽ bao rút hồ sơ gốc cho anh em. Vậy thì quý khách hàng và quý bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này, hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để có thể biết được thêm thông tin chi tiết về chiếc xe được không ạ? Và trong xe thì anh em thấy được hệ thống điều hòa của nó thì khá là mát, vô lăng của nó thì khá là đẹp cho anh em này. À, con này bọc da từ đầu luôn này. Cái về gái là chủ nhân đã khâu da luôn nên chạy nó có độ bợt da này. Nhưng bóc da thì bên trong còn rất là mới. Và bên trên này cũng vậy này, anh em thấy đây, tất cả những phần nhựa của nó rất là đẹp cho anh em này. Trang bị đầy đủ màn hình Android xịn sò nhá. À, nội thất của nó thì khá là ổn định, cam lùi đầy đủ. Hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe thì vẫn cứ là ok. Chân của nó là chân nỉ nguyên bản theo xe này, rất là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn cho anh em này. À, điều hòa ba dàn mát đến tận đít luôn. À, nội thất của nó thì căng mộng luôn bà con nhá. Xe này trang bị hệ thống kính điện đầy đủ hết này. À, kính điện đầy đủ hết theo xe này cho bà con này. À, với cái tầm giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 300 triệu thì đây là một mẫu xe cực kỳ hợp lý dành cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Vâng, quý bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. À, để có thể biết được thêm thông tin chi tiết thì đây, các bạn có thể biết được cập nhật ngay vào trang chủ YouTube bán hàng của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng là các bạn sẽ có ngay được một cái mẫu xe cực kỳ hợp lý để cho anh em bà con các bác có thể mua. À, bản E thì nó trang bị hệ thống cảm biến dừng đỗ này, cộng với lại hệ thống xế kính, vô lăng cửa số còn khá là đẹp, tay nắm mở cửa cũng như tay phanh, hay là chìa khóa khiển của nó, chìa khóa khiển theo xe. Với cái tầm giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 300 triệu, bên em có trách nhiệm bao rút hồ sơ cho anh em thì đây là một cái mẫu xe cực kỳ hợp lý cho anh em rồi. Bà con các bác anh chị em không phải ngại ngùng gì cả, cứ đến với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, đến với em thì các bạn có được ngay những cái chiếc xe hợp lý, tiền nào của đấy, chất lượng ổn định cho anh em. Đấy bà con nhé. Và chúng ta sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để xem rằng máy móc của nó thế nào, xem có những cái điểm gì cần lưu ý ở cái phần khoang máy này thì chúng ta sẽ có thể trình bày luôn cho các bác. Máy móc của nó thì anh em thấy đây, bên em đã vệ sinh máy móc cực kỳ sạch sẽ này. Cực kỳ sạch sẽ cho anh em này. Tất cả máy của nó cực kỳ ok cho anh em. Tất cả đầu răng, đầu điếc của nó còn khá là ổn định, không đâm đụng tai nạn, không gặp nước mà còn nhá. Cũng chia ABS của nó khá là ổn định luôn. Rồi. Còn cái két nước này thì cũng rất là mới. Két nước này thì nói thật với các bác là em về em thay luôn này. Em thay này. Đó, nên anh em yên tâm, nó không gì cả. Nhưng mà chủ nhân của chiếc xe là đi bục két nước này. Bục két nước thì nó người ta chế cái két nước này, nhưng em về em thấy nó không bắt mắt nên em thay luôn cả két nước nguyên bản nó vào. Đấy, xe cũ thì mình không thể tránh được cái vấn đề đấy. Đó, không như những ông bảo là két nước nguyên bản mà mới tinh như này thì nó là các bạn là em này, em cứ trình bày thật cho các bác luôn để các bác có thể biết được rằng con xe này nó đã làm những cái gì, nó đã sửa chữa những cái gì, thay thế những cái gì cần làm tiếp theo hay là những cái gì các bác về cần chỉnh sửa. Đấy, nói luôn cho các bác như vậy để các bác dễ hiểu rằng là Tuấn Anh ô tô Hải Phòng lấy uy tín làm sự thật, lấy sự thật làm uy tín chứ không phải là lươn nẹo hay là bảo con này là két nước zin thì mà ốc như này, đúng không ạ? Con nói luôn cho các bác luôn. Còn vấn đề về máy móc thì Tuấn Anh sẽ bảo hành cho các bạn về máy móc là con này là một tháng. Một tháng nhá, vì nó là Innova 2015, em sẽ bảo hành cho anh em một tháng. Có vấn đề gì về máy móc đâm đụng hay ngập nước của con xe này thì các bạn có thể hoàn lại xe cho em. Đấy, bà con nhá. Còn xe thì nó chỉ có thế thôi. Nhưng đây các bạn thấy đây, tất cả hệ thống của nó còn khá đẹp cho anh em này. Đấy, bà con thấy đây. Còn nguyên zin theo nhà máy sản xuất, hệ thống còi cũng như tất cả mọi thứ còn rất là ổn định cho anh em. Với cái tầm giá loanh quanh hơn 342 triệu đồng thì quý khách hàng và quý bà con các chị em đang quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng
qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại.